Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu hay còn được gọi là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn có thể thay nước làm mát xe tại nhà. Dù là xe lớn hay xe nhỏ đều được hết. Nó cũng rất là đơn giản, không cần quá nhiều dụng cụ đâu. Cái này sẽ dành cho các bạn yêu thích mà tự làm cho xe của mình thì nó thích hơn, không nhất thiết phải đem ra tiệm đâu. Thì chúng ta cần gì? Đầu tiên là sẽ mua cái nước làm mát chúng ta cần xài. Thì đối với nước làm mát á, thì mình nói như thế này. Cái xe á, cái nước làm mát nó rất là lâu nó mới thay, khoảng 100.000 cây nó mới phải thay lần. Vậy nên mình không cần phải quá tiết kiệm, mình mua cái loại nước rẻ tiền. Theo mình á, mình sẽ mua cái nước thì là tốt nhất. Thì cái nước tốt nó sẽ khác gì? Thứ nhất, nó sẽ không có bị rỉ oxy hóa cái lốc máy bên trong của bạn, và mọi thứ nó sẽ ok hơn. Và cái nhiệt độ sôi của nước làm mát xịn á, nó sẽ rất là cao. Điều đó có nghĩa là cái gì? Máy bạn có nóng bao nhiêu thì nước nó cũng không sôi, mà khi không sôi á, nó sẽ không có bị nở ra. Mà khi càng nở thì nó sẽ càng là ép máy, nó sẽ làm cho cái máy bạn nó nóng hơn và áp suất hơi thì không tốt. Vậy nên tốt nhất là mình sẽ xài cái nước làm mát nào mà nhiệt độ sôi càng cao càng tốt. Đấy, tại vì như vậy sẽ tốt cho động cơ hơn. 100.000 cây mà thực ra bạn mua với những chiếc xe nhỏ thì một chai thôi là đủ, hoặc là với chiếc mô tô thì chẳng hạn là 3 chai là hết pin, thì nó không có ảnh hưởng bao nhiêu phần tiền của mình hết, mà cái hiệu quả đem lại rất là cao. Đấy, thì đầu tiên trên chiếc xe mình phải kiếm được cái điểm nó gọi là điểm thấp nhất của cái dàn nước. Thì ở với xe của mình thì nó nằm ở phía bên trái xe, nó đây là cái bộ bơm nước. Thì với cái bộ bơm nước này á, nó sẽ bơm đi tuần hoàn khắp động cơ. Là trên cái bộ bơm á, nó sẽ có một con ốc, nó sẽ nằm khác vị trí với những con còn lại. Chẳng hạn như những con này nó nằm xung quanh là chỉ để nó bắt nó xiết cái bơm này thôi, nhưng mà con này nó không có tác dụng gì hết. Thì có nghĩa là con này nó sẽ là cái con ốc để mà xả nước. Thường những cái con này á, nó sẽ có một cái lông đền màu vàng ở phía bên trong. Thì mình mở ra là đúng rồi. Đấy, mình mở ra. Đây, mình mở nắp chai này ra nha. Cái nắp chai này á là để mình hứng cái nước làm mát. Khi mình xả ra, cái nước làm mát này nó độc hại với môi trường, nên tốt nhất là mình nên hứng vào chai lọ gì đó, chứ đừng có nên xả thẳng vào môi trường, nó sẽ không tốt cho cộng đồng ha. Đây, mình dặn nó ra. Đây. Đó. Thì mình dặn nó ra và mình hứng vào chai. Thì các bạn nếu mà muốn mà hứng cho nó nhanh hơn á, nó chảy nhanh hơn, thì các bạn sẽ bắt đầu qua phía bên kia để mà mở cái nắp cái nước để cho nó thông hơi, nó xuống nước nhanh hơn, nó xả nhanh hơn. Đấy. Đây, sau khi tôi xả cái nắp ở trên xong á, thì nước nó sẽ chảy xuống rất là nhanh, với tốc độ rất là nhanh, và nó tự chảy ra, tôi không có làm gì hết. Việc tôi làm chính là tôi ngồi đợi thôi, đợi chừng nào nó xả xong hết. Thì khi á mà nó xả xong hết rồi á, thì có thể với những nước làm mát cũ của bạn bên trong nó vẫn còn tồn đọng gì đó, thì bạn muốn làm cho nó sạch á, thì bây giờ bạn có thể lấy một cái giò nước, bạn cắm thẳng vào cái nắp xả nước hồi nãy tôi mới xả đây, cắm thẳng và cứ xả liên tục, xả cho đến khi nào bạn thấy sạch. Thì bạn mua thêm một chai nước suối nữa, chai Aquafina. Vì sao phải mua Aquafina? Tại vì cái nước rửa thông thường của bạn nó vẫn còn cái tồn động những chất flo hay gì đó, nó sẽ làm ăn mòn cái đường ống, nên phải sử dụng chai nước suối Aquafina thì nó đã có lọc hết rồi, trong đó nó không còn những cái chất ăn mòn. Thì mình dùng cái chai nước suối, mình đổ một lần cuối thông qua nguyên toàn đường ống, sau đó mình có thể dùng giò thổi hơi để mà thổi hơi ra sạch toàn bộ nước trong xe cũ. Đấy. Hoặc một cách nữa, nếu mà hay dù không có giờ thổi hơi đi, mình có thể là lấy miệng bụm vào mà thổi. Đây, mình sẽ chỉ cho, nó cũng không có gì khó. Có thể là mình bụm nó lại, lấy cái khăn bụm nó lại rồi mình thổi hơi á. Tại vì thật ra trong đây nó dễ xuống lắm, nó không cần nhất thiết là phải giờ thổi mạnh đâu. Đấy, sau đây, đây sau khi mà tôi đã xả đầy cái chai này rồi, thì bây giờ tôi sẽ đậy cái nắp chai nó lại. Tại vì cái nước làm mát của tôi cũng mới thay à, hồi tôi cũng đổ vô lại à. Để này là chỉ để cho các bạn xem thôi, chứ nếu mà bình thường mà nước cũ quá tôi sẽ đem ra ngoài, tôi sẽ xúc rửa như tôi đã nói. Đấy, sau đó tôi sẽ đẩy nắp chai lại. Đó, quặng ống còn lại trước ở dưới.
rồi. Sau đó tôi sẽ đi chăm nước làm mát. Đây, cái chăm nước làm mát á, nó cũng là một cái nghệ thuật. Thật sự mà nói thì cũng chẳng nghệ thuật gì nhiều đâu, chỉ là đơn giản là mình chăm thôi. Nhưng mà chăm làm sao mà để cho nước làm mát nó đủ xài, có nghĩa là mình cứ chăm bình thường, chăm đến khi nào mà thấy nước, đây, chăm đến khi nào mà nước bên trong cái kết nước á bắt đầu nó đầy lên. Đây bạn thấy không, tôi chỉ mới chăm một ít thôi mà đã trồi lên rồi, trong khi xả ra thì rất là nhiều. Vì sao bạn biết không? Tại vì nó chưa có nổ máy nên bơm các thứ đó, nó không có nổ máy, nó không có đưa cái đường nước đi xuyên khắp, vậy nên bên trong vẫn còn không khí nhiều lắm. Bởi vậy nguyên tắc á sẽ là mấy bạn cứ chăm nước vào, chăm nước đến khi nào nó đầy trên đây mấy bạn chăm không được nữa thì mấy bạn đóng nắp lại, nổ máy trong khoảng chừng 3 phút, lúc đó thì toàn bộ nước sẽ đưa đi khắp xe, không khí nó sẽ trở ngược lại đây và lúc đó nó sẽ tự động rút xuống. Lúc đó bạn tắt đi, bạn đợi tí xíu nước nó rút hết mà lại chăm đầy vô là chuẩn. Đấy, còn với cái bình nước phụ á, với cái bình nước phụ mà mỗi xe nó đều có bình nước phụ, thì bình đó để làm cái gì? Cái bình đó đó để là khi mà trong máy bạn thiếu nước, nó sẽ hút nước từ bình phụ vào, và khi mà trong đây nó nóng quá nó sẽ bị trào ngược nước từ bên trong ra. Đấy, đó là cái nguyên lý của bình phụ. Bây vì thế bình nước phụ chỉ chăm ở một nửa thôi, 50% thôi, không bao giờ chăm đầy, cũng không bao giờ để nó cạn. Đấy, chỉ một nửa cái bình nước phụ thôi. Rồi vậy nhé. Rồi chào các bạn, hy vọng là các bạn có thể tự thay nước làm mát tại nhà hiệu quả. Và nhớ hãy follow mình trên Facebook để mà coi thêm những cái mẹo về tự làm xe tại nhà nhé. Chào các bạn.